Anh Chi xin kính chào quý vị, kính mời quý vị theo dõi bài viết đăng trên báo Đất Việt. Sau 17 năm tị nạn Cộng sản Việt Nam tại Pháp, nhà văn Dương Thu Hương vừa được trao giải Sino del Duca 2023, sự kiện mà báo đảng ở Việt Nam không dám đưa tin như mọi lần có người gốc Việt được vinh danh ở nước ngoài. Nổi tiếng với những tác phẩm vạch trần chế độ Cộng sản, nhà văn Dương Thu Hương hồi năm 1994 đã từ chối cơ hội để xin tị nạn chính trị. Tuy vậy, khi đến Pháp lần thứ nhì hồi năm 2006, bà bắt buộc phải ở lại Pháp trong một hoàn cảnh ngẫu nhiên. Nhà văn đối kháng Dương Thu Hương chia sẻ, "Tôi không phải là người tị nạn như những người tị nạn bình thường khác." Năm 94, khi chính phủ Mitterrand còn tồn tại, bà Danielle Mitterrand có đề nghị tôi ở lại tị nạn chính trị dưới sự bảo trợ và giúp đỡ của nước Pháp. Lúc đó tôi có cảm ơn bà, nhưng mà tôi phải quay về. Cái nhóm của tôi toàn những người già thôi, tôi 50 tuổi vẫn được coi là trẻ nhất. Nhưng năm 2006 thì đã có một nhóm người khác trẻ hơn tôi nhiều lãnh đạo cuộc đấu tranh và vì vậy tôi chủ ý đi ra nước ngoài để lao động cái phần của riêng tôi, văn học và một cuốn sách viết về lịch sử chiến tranh. Tôi không có dự định ở lại Pháp, nhưng năm 2007 trong một cuộc đi chơi ở Marseille, tôi đã bị cướp giật hết giấy tờ. Sứ quán Việt Nam tìm thấy một cơ hội tuyệt vời để trả thù tôi nên dứt khoát không cấp lại visa và 3 năm trời tôi sống ở Paris như một con gián ngày, không dám đi đâu vì ở trong tình trạng không giấy tờ. Mãi đến năm 2010, tôi mới lấy được một cái giấy của người lao động. Vì lý do đó, hoàn toàn do những sự ngẫu nhiên mà tôi ở lại nước Pháp. Với nhà văn Dương Thu Hương, sự thay đổi sau khi đi khỏi Việt Nam không quá lớn lao. Công việc hàng ngày của bà vẫn là sử dụng ngòi bút cho văn chương và góp phần vào sự thay đổi chế độ Cộng sản Việt Nam. Bà nói, công việc viết lách tôi cho đó là một phần ích kỷ của tôi bởi vì nó không liên quan gì vào cuộc tranh đấu của tôi cả. Cho nên tôi cũng viết với đầy háo hức nhưng cũng đầy mặc cảm. Trong khi đó thì các đồng chí của tôi phải đấu tranh. Tuy nhiên, văn chương nó là cái hướng thoát cho tâm hồn đau khổ của tôi và cũng là niềm vui sướng nữa, bởi vì nếu thành công thì nó cũng là một phần thưởng mà tôi cảm thấy xứng đáng. Tôi không viết hàng ngày, bởi vì hàng ngày tôi cũng còn phải viết báo và làm những chuyện khác. Từ khi tôi ở đây thì trung bình cứ 3 năm tôi ra một quyển sách. Thế thôi, đơn giản. Nhà văn Dương Thu Hương nói gì về ngày 30 tháng 4 năm 75? Tôi khóc ngày 30 tháng 4 75 vì thấy nền văn minh đã thua chế độ man rợ. Phát ngôn của nhà văn Dương Thu Hương được nhiều người nhớ đến mỗi khi gần đến ngày kỷ niệm tháng Tư Đen. Hồi năm 2011, bà Dương Thu Hương lúc này đã tị nạn Cộng sản ở Pháp cho hay, trong đời tôi có 2 lần khóc. Lần thứ nhất, khi đội quân chiến thắng vào Sài Gòn năm 75, trong khi tất cả mọi người trong đội quân chúng tôi đều hớn hở cười, thì tôi lại khóc, vì tôi thấy tuổi xuân của tôi đã hy sinh một cách uổng phí. Tôi không choáng ngợp vì nhà cao cửa rộng của miền Nam, mà vì các tác phẩm của tất cả các nhà văn miền Nam đều được xuất bản trong một chế độ tự do. Tất cả các tác giả mà tôi chưa bao giờ biết đều có tác phẩm bày trong các hiệu sách, ngay trên vỉa hè và đầy rẫy các phương tiện thông tin như TV, radio, cassette. Những phương tiện đó đối với người miền Bắc là những giấc mơ. Đừng quên rằng ở miền Bắc, tất cả mọi báo đài sách vở đều do nhà nước quản lý. Dân chúng chỉ được nghe đài Hà Nội mà thôi, và chỉ có những cán bộ được tin tưởng lắm mới được nghe đài Sơn Mao, tức là đài phát thanh Trung Quốc. Còn toàn bộ dân chúng chỉ được nghe loa phóng thanh tập thể, có nghĩa là chỉ được nghe một tiếng nói. Vào Nam tôi mới hiểu rằng chế độ ngoài Bắc là chế độ man rợ, vì nó chọc mù mắt con người, bịt lỗ tai con người. Trong khi đó, ở miền Nam, người ta có thể nghe bất cứ thứ đài nào, Anh, Pháp, Mỹ, nếu người ta muốn. Đó mới là chế độ của nền văn minh. Và thật chua chát khi nền văn minh đã thua chế độ man rợ. Đó là sự hàm hồ và lầm lẫn của lịch sử. Đó là bài học đắt giá và nhầm lẫn lớn nhất mà dân tộc Việt Nam phạm phải. Lần thứ hai tôi khóc là năm 1984 khi tôi đến Moscow. Tất cả những người Việt Nam khác đến đây thì đều hớn hở sung sướng. Riêng tôi thì nhục nhã không thể nào tả được. Vì ở trong nước, tôi vẫn có ấn tượng dân tộc mình là dân tộc anh hùng và là một dân tộc cũng có được một cuộc sống xứng đáng. Nhưng mà khi đến Moscow trong một phái đoàn điện ảnh trẻ thì tôi mới nhìn thấy ra rằng người Việt Nam bị khinh bỉ. Người Việt Nam đầu đen chỉ xếp hàng trong các cái đội quân dài dằng dặc các bà già Nga bụng to để mua nồi áp suất bằng là điện nhằm gửi về nước. Và những cái người bán hàng họ mắng cho như là mắng khỉ ấy. Họ mắng cũng đúng thôi bởi vì người mình khuân hàng đống nồi hàng đống sản phẩm của người ta để tuồn về nước. Khi đứng ở khách sạn Peking, nhìn xuống đường,
Tôi thấy những đoàn đại biểu Việt Nam trong những cái bộ quần áo complet gớm ghiếc trông cứ y như là đàn bò đi trong thành phố vậy. Tôi hoàn toàn vỡ mộng và tôi khóc. Một nhà văn Nga mắng tôi, anh ta bảo rằng người ta đi Nga người ta sung sướng, còn bà thì tại sao bà lại khóc như cha chết vậy? Sao lại vớ vẩn như thế? Anh ta không có biết nỗi đau đớn của tôi khi thấy thân phận của người Việt Nam. Bà Dương Thu Hương từng đi tù 7 tháng vì chỉ trích đảng. Ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã là một ngã rẽ trong đời tôi. Đúng ra ngã rẽ này đã bắt đầu từ năm 1969 khi lần đầu tiên tôi gặp những toán tù binh người miền Nam ở Quảng Bình. Lúc đó tôi làm công tác ở các binh trại và những tù binh lần đầu tiên tôi gặp không phải là người Mỹ mà chính là người Việt Nam, cũng đầu đen, mắt đen, cũng lùn và da vàng mũi tẹt như tôi và nói tiếng Việt Nam như tôi. Cho nên tôi mới hồ nghi rằng tất cả những điều người ta nói đây là cuộc chiến tranh chống quân xâm lược thì đó là láo toét. Tuy nhiên vì lúc đó là chiến tranh và tất cả đều lao vào một guồng máy và bị cỗ xe khổng lồ nó cuốn đi. Cho đến năm 75 với thời gian, tất cả mọi ngờ vực ở trong tôi đã chín muồi. Năm 75 tôi hiểu rằng đây là thời điểm quyết định và là ngã rẽ dứt khoát trong tư tưởng của mình. Tôi tin số phận theo cái kiểu của tôi và hiểu số phận theo kiểu của một người nhà quê chân chất mắt toét. Đại loại như vậy. Còn để diễn giải hai chữ số phận ở trong cuộc phỏng vấn ngắn ngủi này thì đó là điều bất khả. Tôi nói ví dụ, chúng ta không phải hoàn toàn là những kẻ bất lực, nhưng chúng ta cũng không hoàn toàn là những kẻ làm chủ được số phận của mình. Ví dụ như khi tôi ở trong tù hồi năm 91, tôi nghĩ không bao giờ có ngày mình ra khỏi tù. Nhưng rồi tôi lại thoát nhờ sự can thiệp của những người mà tôi chưa bao giờ biết. Như vậy rõ ràng là có bàn tay của Chúa nói theo người theo đạo Thiên Chúa và có bàn tay của trời Phật nói theo người dân miền Nam. Đấy là điều khiến tôi tin vào số phận. Anh chị cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình phát sóng trên kênh Tâm Thức Việt TTV. Hẹn gặp lại quý vị trong những lần phát hình sau.